Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, Này kiều thi ca, thế giới bốn đại châu có thể biết cân lượng nhưng phước tùy hỷ ấy chẳng thể cân lượng lại nữa này kiều thi ca thế giới tiểu thiên có thể biết cân lượng nhưng phước tùy hỷ ấy chẳng thể cân lượng lại nữa này kiều thi ca thế giới trung thiên có thể biết cân lượng nhưng phước tùy hỷ ấy chẳng thể cân lượng lại nữa này kiều thi ca thế giới tam thiên đại thiên này của ta có thể biết cân lượng nhưng phương tùy hỷ ấy chẳng thể cân lường. Lại nữa kiểu thi ca, giả sử thế giới tam thiên đại thiên hiệp lại là một biển, rồi nếu có người có thể lấy một sợi tóc, trẻ ra làm trăm phần, lấy đầu của một phần chấm vào nước của biển ấy, có thể biết số giọt, nhưng phương tùy hỷ ấy chẳng thể đếm biết. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì phương tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không ngằn mé. Khi ấy trời đế thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu các hữu tình đối với thiện căn công đức của các Bồ Tát chẳng tùy hỷ thì nên biết, đều bị ma làm mê hoặc. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình đối với thiện căn công đức của các Bồ Tát chẳng tùy hỷ thì nên biết đều là quyến thuộc của ma. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình đối với thiện căn công đức của Bồ Tát chẳng tùy hỷ thì nên biết đều là ma từ cõi trời chết sanh vào chốn này. Vì sao? Vì nếu các chúng đại Bồ Tát cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, nếu có phát tâm thì đối với công đức kia rất tùy hỷ, đều phá hoại tất cả quyến thuộc cung điện của ma quân hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình thâm tâm ái kính ngôi báu Phật Pháp Tăng, thì đối với thiện căn công đức của các đại Bồ Tát nên sanh tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột mà chẳng nên sanh nhiều tư tưởng khác, nếu được như thế mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, độ thoát hữu tình, phá khuyến thuộc ma. Bây giờ Phật bảo trời đế thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, này kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với thiện căn công đức của các Bồ Tát, phát sanh tùy hỷ, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, mau chứng quả vị giác ngộ, mau viên mãn các hạnh bồ tát mau cúng dường tất cả như lai ứng tránh đẳng giác thường gặp thiện hữu thường nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa